Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì là đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay mình buổi chiều rồi, nên bây giờ mình đi qua nhà bà chị mình thăm đàn cún con và chó mẹ, chó cha luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay ống kính lại các bạn. Bé Mật đang ăn cái giống gì? Thức ăn viên các bạn, mình mới cho bé Mật thức ăn viên. Đó, thức ăn viên mình một đống luôn nè, đó. Rồi bây giờ mình có hai loại, một loại là thức ăn buffet, một loại thức ăn của chó lớn. Buffet là chó nhỏ. Rồi quan cảnh nhà mình các bạn. Có gà, có ngỗng, có chó, có kiển. Đủ loại trên đời. Rồi đằng trước có con sông có rất là nhiều cá, thì mình cũng hay nhờ con sông này nuôi sống gia đình mình các bạn. Lúc nào mà hết tiền cái nọ cái mình dùng cái chụp lưới, cái chụp lưới bén á, mình chụp bắt cá lên chiên. Cái dừa thì để uống nước hoặc là nấu chè đó các bạn. Đó thì đủ thứ luôn các bạn. Đây tới nhà của mình bà chị ở đây các bạn. Rồi mới qua kia đàn chó con bị người ta xin về ráo các bạn ơi. Rồi để ra cho chó mẹ trước đi. Đứa à, chia ra nha. Ăn đi con. Rồi dứt đi.
để cho nó hơi ra cho dễ thở. Rồi lỏng le luôn. Lỏng le luôn các bạn. Để cho có thôi. Rồi ăn đi. Cái bữa nay ăn hết rồi. Ôi, sợ, sợ quá trời luôn, con đã mất tiêu đó rồi. Ăn này. Rồi ăn hết sạch, còn miếng không ăn con. Rồi đổ nước cho ráo rồi. Mình đổ nước thịt rơi. Thank you.
Con đi ráo làm biến à, không ăn à, chán lắm không? Dùng sữa rồi không ai bú luôn à. Rồi thôi về à, thôi xin tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.